Bây giờ thì ta bắt đầu thực hiện cái bước đầu tiên là vẽ khung hình chung. Sau khi quan sát mẫu thì ta thấy cái chiều ngang tổng thể bằng khoảng 2/3 chiều cao tổng thể. Như vậy thì ta ước lượng cái chiều cao tổng thể trước, sao cho nó không quá to, không quá nhỏ, phù hợp với bố cục tờ giấy. Rồi như lúc nãy chúng ta xác định cái chiều ngang bằng khoảng 2/3 chiều cao. Thì bây giờ chúng ta chia cái chiều cao này ra 3 phần. Đây 1/3. Đây là 2/3. Đấy. Rồi chúng ta lấy cái viết, chúng ta đo 2/3. Chúng ta lấy ngón tay bấm giữ đó. Và chúng ta làm thước đo xoay ngang. Đấy, chúng ta đánh dấu cái khoảng mình vừa mới đo. Rồi chúng ta đã có được cái chiều ngang tổng thể. Tương tự chúng ta vẽ bên trên cũng giống như vậy. Rồi bây giờ thì mình nối lại 4 điểm với nhau, tạo thành cái khung hình chung. Thì đây là cái khung hình chung tổng thể của mẫu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cái bước thứ hai, đó là vẽ khung hình riêng của từng vật. Trước tiên thì chúng ta sẽ vẽ cái khung hình riêng của trái táo trước. Đấy, trái táo thì nó tròn cho nên nó là khung riêng của nó là vuông. Và chúng ta thấy cái chiều ngang của trái táo thì bằng khoảng 1/3 chiều ngang của khung hình chung. Như vậy thì chúng ta sẽ chia ra cái khung hình chung thành 3 phần. Chúng ta vẽ 1/3. Và trái táo thì vị trí của nó không phải là đứng trước nhất cho nên chúng ta vẽ xích lên chút xíu. Đấy, chiều cao cũng bằng như vậy. Ta có được cái khung hình riêng của trái táo. Bây giờ chúng ta vẽ cái khung hình riêng của cái lọ hoa. Chúng ta thấy cái đế lọ, chúng ta nhìn vô mẫu chúng ta thấy nó khoảng hơn nửa trái táo, chiều cao trái táo tới đây. Và cạnh bên của nó là khoảng hơn phân nửa bởi phía bên tay trái. Đấy. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ ước lượng cái chiều cao của lọ. Chiều cao của lọ thì chúng ta thấy nó gấp 2 lần chiều cao của quả táo. Đấy, gấp 2 lần. Bây giờ thì chúng ta sẽ đo cái chiều cao của trái táo. Đấy, chúng ta đo, chúng ta bấm giữ cái tay, chúng ta so lên 2 lần như vậy. Thì chúng ta đã có được cái chiều cao của cái lọ. Rồi bây giờ tới chiều ngang của lọ. Chiều ngang thì chúng ta quan sát chúng ta thấy là khoảng 2/3 chiều cao. Hơn 2/3 chút xíu. 1/3. Đây là 2/3. Thì hơn 2/3 thì chúng ta trừ hao lên một chút xíu nữa. Ở khoảng này. Rồi, thì đây là cái chiều ngang. Chúng ta lấy cái viết chúng ta đo bấm và chúng ta đánh dấu. Đó là cái chiều ngang. Bây giờ thì chúng ta nối lại, kẽ xuống. Rồi bây giờ chúng ta đã có được cái khung hình riêng của cái lọ. Rồi, còn hai quả còn lại đó là quả cà chua và cái cà tím. Thì hai quả này nó gần bằng nhau. Và cả hai đều nhỏ hơn trái táo một chút xíu. Cho nên chúng ta chỉ cần ước lượng cái vị trí thôi. Vị trí của nó chúng ta vẽ làm sao cho nó nhỏ hơn trái táo một chút thôi. Thì đó là trái cà tím. Bây giờ thì trái cà chua thì nó đứng trước nhất. Và cạnh bên của nó thì khoảng giữa trái cà tím. Đấy, thì chúng ta so sánh xuống. Đó, khoảng phân giữa, chúng ta kéo xuống. Đấy. Rồi, chiều ngang thì nó cũng bằng vậy thôi. Chúng ta nối lại. Rồi, bây giờ chúng ta đã có được cái khung hình riêng của các cái quả. Rồi, hoa thì chúng ta sẽ vẽ ở trong cái khu vực này. Đó là xong cái bước thứ hai là vẽ khung hình riêng. Bây giờ thì chúng ta sang cái bước thứ ba, đó là kẻ trục và vẽ phát bằng nét thẳng. Thì chúng ta kẻ trục lọ ra trước. Sau đó chúng ta ước lượng cái tỷ lệ của phần miệng lọ. Đấy, miệng lọ khoảng cỡ này. Rồi sau đó mình thấy cái phần thân nó phình to ra nhất, nó phình to ra tới khoảng đây. Và chúng ta kẻ trục ngang cho hai bên cho cân xứng. Phần phình to này tiếp tục kéo dài xuống khoảng gần nửa lọ. Đấy,
và chúng ta cũng kẻ ngang, đánh dấu cho nó ngang, cân đối. Rồi từ phần này chúng ta thấy là nó tốt dần, nhỏ lại dần xuống tới phần đế. Bây giờ mình vẽ ước lượng phần đế ra. Phần đế thì nó bằng, gần bằng như là cái miệng. Đấy, chúng ta vẽ làm sao cho nó cân xứng với trục hai bên. Rồi sau đó thì mình nối lại các điểm với nhau. Đấy, chúng ta nối lại phát nét thẳng ra. Rồi, thì ta đã có được cái dáng cơ bản bằng nét thẳng của cái lọ hoa. Đấy. Rồi bây giờ tới chúng ta phát cái nét thẳng của quả táo. Táo tròn thì chúng ta phát ở bốn góc. Rồi, chúng ta xóa nó đi. Rồi chúng ta phải phát ra ở bốn góc, không quá sâu ở trong mà cũng không quá cạn bên ngoài, cho nó đều nhau ở bốn góc. Và chúng ta vẽ cái phần cuốn vô. Rồi tương tự trái cà chua, nhưng mà trái cà chua thì chúng ta thấy nó hơi dẹp hơn so với trái táo, cho nên cái nét phát của chúng ta phát hơi xiên ngang chút xíu, hơi xéo về phía bên trong cho thấy nó dẹp hơn, cảm giác nó dẹp hơn. Rồi phần cuốn gợi thôi, có những khía mình gợi chứ. Rồi tương tự chắc là tím thì chúng ta cũng phát ở bốn góc. Còn góc kia thì bị che khuất thì chúng ta không phát. Rồi dẹp phần cuốn vào và phát phần cuốn. Rồi xong quả. Rồi bây giờ tới hoa, chúng ta thấy cái hoa màu vàng, cái vị trí của nó thì bên giữa và rất là to. Rồi chúng ta phải phát hai cái hoa ở cạnh cái hoa vàng đó, nhỏ hơn. Rồi phía bên trái lại có một cái hoa vừa vừa. Và bên phải, hai cái hoa bên phải cũng vừa vừa, nằm ở góc bên phải như thế này. Rồi chúng ta đã vẽ phát xong. Rồi còn cái phần lá bên dưới, chúng ta cứ gợi các phần lá bên dưới. Gợi thôi. Rồi bây giờ chúng ta sang cái bước thứ tư, đó là vẽ chi tiết. Chúng ta dựa vào những cái nét phát này chúng ta vẽ lại chi tiết. Chúng ta chỉnh lại góc, các góc. Mỗi góc chúng ta chỉnh một chút xíu như thế này. Chỉnh lại một chút xíu. Rồi chúng ta thấy nó tròn rồi chúng ta nối lại. Nối lại thì nó sẽ tròn. Thì đó là cái cách vẽ cho trái táo nó tròn. Dựa vào cái nét thẳng đó chúng ta vẽ lại. Rồi phần cuốn cũng vậy, vẽ cho nó hơi tròn lại. Rồi đó là xong cái trái táo. Bây giờ thì đến trái cà chua. Tương tự cũng vậy, chúng ta gợi những cái khía trước đi. Mấy cái khía ở xung quanh cái cuốn cái cà chua thì nó có những cái khía như thế này. Khía ra sao cho gần giống mẫu. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ sửa lại các cái góc nó tròn hơn. Mỗi góc chúng ta chỉnh sửa lại một chút. Rồi, nối lại thì nó sẽ tròn. Rồi tương tự trái cà tím cũng vậy, mỗi góc chúng ta sửa lại và cái cuốn cũng vậy. Dựa vào nét thẳng chúng ta vẽ lại cho cái nét nó đẹp hơn. Rồi sửa lại mỗi góc một chút xíu. Rồi mình nối lại thì nó sẽ tròn. Nối lại. Rồi phần cuốn vậy, chúng ta vẽ lại cho nó đẹp. Rồi xong quả. Giờ thì đến cái lọ. Dựa vào nét thẳng chúng ta cũng chỉnh lại cho nó cong tự nhiên hơn. Tự nhiên hơn. Phần phình to và tớp dần xuống đế. Đấy. Tương tự bên đây cũng y như vậy. Càng xuống đế thì càng nhỏ lại dần. Và cái phần đế bên dưới thì nó cũng cong, nó hơi cong lơi chứ nó không có thẳng ngang. Để chúng ta vẽ cho nó hơi cong lơi ngang. Rồi xong cái lọ. Bây giờ tới hoa. Hoa thì chúng ta vẽ từ trong ra ngoài. Cái tiền chúng ta vẽ cái nhụy bên trong nè. Rồi sau đó chúng ta vẽ những cái lớp cánh nhỏ.
đơn giản bớt lại, đậy xong cái lớp cánh nhỏ. Sau đó chúng ta phải tiếp cái lớp cánh thứ hai lớn hơn bên ngoài. Đấy, mọi cái xen kẽ như vậy. Đấy, lớp cánh thứ hai to hơn, rồi cái lớp cánh thứ ba xung quanh như vậy. Đơn giản lại thôi, đơn giản lại bớt so với mẫu. Rồi tương tự cánh hoa, những cánh hoa khác cái cách vẽ cũng tương tự như vậy. Chúng ta vẽ từ bên trong, từ lớp cánh bên trong ra dần những lớp cánh bên ngoài. Đấy, các bông hoa khác cũng y như vậy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ lá, phần lá. Quan sát mẫu thì mình vẽ cho cái vị trí của lá. Mình có thể xê dịch chút đỉnh cũng không sao. Đấy, dựa vào mẫu bây giờ chúng tôi cứ vẽ phát ra. Đấy, vẽ ra chi tiết lại cái dáng lá, vẽ cái dáng trước. Lát nữa mình sẽ vẽ cái gân lá sao, về cái dáng lá, cái vị trí lá mình vẽ trước. Rồi, rồi tương tự chúng ta vẽ gân lá rồi vô. Đây, rồi, còn bên đây vài lá nữa, chúng ta thêm một vài lá bên phía bên đây nữa. Đây, hoàn chỉnh lại. Đây, bây giờ chúng ta đã vẽ xong chi tiết. Bây giờ thì những cái phần cái nét thừa cũng như là khung hình chung, hình riêng và các trục chúng ta xóa hết để chỉ trừ lại cái hình chi tiết này. Đấy, chúng ta xóa hết. Đấy, rồi bây giờ chúng ta đã có được cái hình chi tiết rất là đẹp, và chúng ta chỉ thực hiện cái bước cuối cùng tiếp theo, đó là vẽ màu. Thì mời các bạn đón xem tiếp ở video thứ hai, phần vẽ màu. Rồi, xin chào các bạn.